Như thường lệ, trong ngày đầu tháng, văn phòng làm việc của nhiều nghệ sĩ Cbiz đã chia sẻ lịch trình làm việc của họ với người hâm mộ. Theo đó, trong tháng 11, Bạch Lộc sẽ có hoạt động tại nước ngoài vào ngày 1 tháng 11, cụ thể là ở Thái Lan. Ngày 5 tháng 11, nữ diễn viên sẽ tham dự sự kiện Đêm hội tầm nhìn Weibo. Ngày 21 tháng 11, Bạch Lộc sẽ vào đoàn phim mới. Thông tin này cũng được chính nữ diễn viên hé lộ trong buổi live stream hôm 30 tháng 10. Tháng sau có thể xem Get Running rồi. Tôi cũng có thể tiết lộ đôi chút, tháng sau tôi sẽ vào đoàn phim mới. Như vậy, dự án cổ trang Đường Cung Kỳ Án do Bạch Lộc và Vương Tinh Việt đóng chính sẽ chính thức khởi quay vào cuối tháng 11 này. Được biết đây là một tác phẩm thuộc thể loại điều tra phá án, vén màn những vụ án bí ẩn cùng loạt thâm cung bí sử, cũng như phơi bày một âm mưu đen tối trốn quan trường. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp thứ tư của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt. Trước đó cả hai từng đóng chung với nhau trong ba bộ phim Ngọc Lô Xuân, Châu Sinh Như Cố và Ninh An Như Mộng. Có thể thấy lịch làm việc trong năm qua của Bạch Lộc dày đặc. Cô liên tục nhận dự án phim, chương trình truyền hình mới. Ngoài Keep Running, Bạch Lộc còn loạt phim đợi phát gồm Bắc Thượng, Bạch Việt Phản Tinh, Lâm Giang Tiên. Theo lịch làm việc tháng 11 do văn phòng làm việc đăng tải, lịch trình của Đàm Tùng Vận gồm hoạt động thương vụ vào ngày 1 tháng 11, sự kiện thịnh điển vào ngày 5 tháng 11 và chụp hình tạp chí vào ngày 9 tháng 11. Tuy nhiên, theo nguồn tin trên Weibo, cuối tháng 11 này, Đàm Tùng Vận sẽ gia nhập đoàn phim Tôi và Cuộc Đời Của Tôi. Được biết, đây là dự án phim tình cảm đô thị hiện đại do Youku sản xuất. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhân Thế Gian của tác giả Lương Hiệu Sinh do đạo diễn Bách Bân chỉ đạo, biên kịch Quách Tịnh Vũ. Nội dung phim xoay quanh Phương Uyển Chi, một cô gái sinh sau năm 1970 tại khu vực núi Tây Nam, gặp phải biến cố tình cảm và gia đình. Năm 20 tuổi phải nghỉ học đại học, chuyển đến Thâm Quyến. Cùng với hai người bạn thân, Lý Quyên và Hách Tiến Tiến quen lúc mới đi làm, cả ba cùng nhau đối mặt với phong ba. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Thâm Quyến, họ từ chỗ làm thuê đã chuyển sang kinh doanh buôn bán, tự sáng lập ra thương hiệu đồ chơi của mình. Trải qua nhiều thử thách, họ dần có chỗ đứng ổn định ở Thâm Quyến. Phương Uyển Chi luôn không ngừng phấn đấu, học đại học hệ đào tạo từ xa, học tiếng Anh để nâng cao trình độ, tích cực nắm bắt thời cơ trong thời kỳ mở cửa. Những người xung quanh, dưới sự ảnh hưởng của cô ấy cũng có đích đến. Với cốt truyện xoay quanh quá trình trưởng thành, phấn đấu của người phụ nữ hiện đại, khán giả cho rằng Đàm Tùng Vận sẽ có nhiều đất diễn khi nhận dự án này. Hiện người hâm mộ đang mong chờ thông báo chính thức từ phía đoàn phim.